Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay có một cái câu rất là hay muốn chia sẻ cùng các bạn và cũng là nhắc nhở lại cho chính bản thân của mình luôn. Đó là cái câu là mình làm chủ tài sản hay là tài sản làm chủ của mình. Thì giống như các bạn cũng thấy đằng sau mình là một chiếc tàu rất là đẹp, một chiếc du thuyền tuyệt vời, có thể nói là triệu đô, và phía sau là một cái resort rất là nổi tiếng và nhìn rất là sang trọng. Đó là khối tài sản khổng lồ mà ai cũng muốn được làm chủ hết, đúng không? Thì ngày hôm nay mình vẫn còn ở resort Atlantic Bahama ngày thứ bảy, trong một chủ đề mỗi tuần mỗi suy gặm về vấn đề phát triển cá nhân và tư duy. Thì muốn được chia sẻ với các bạn về cái ý này cũng xưa rồi, cũng rất là căn bản, nhưng mà tiện trong khung cảnh này cũng muốn nhắc lại để mà cũng nhắc nhở cá nhân của mình và chia sẻ những thực tế của mình hiện tại. Thì các bạn thấy cái tàu phía sau có đẹp hay không? Chắc trong lòng ai mà bao gồm cả mình nữa cũng đều muốn làm chủ nhân của một chiếc tàu như vậy. Bây giờ lên trên đó là sáng sớm, nhưng mà có một người cũng trung niên hay là lớn tuổi gì đó đang ngồi trò chuyện với một cô gái rất là trẻ đẹp, cho mình cái cảm giác là càng thích thú hơn nữa, giống như là cuộc sống của mình cực kỳ thảnh thơi, giàu có và tận hưởng mặc dù vẫn trong mùa dịch. Cuộc đời còn gì xuống nữa, đúng không? Phải chi mình được sở hữu cái tài sản đó. Thì đây chính là lúc mà cá nhân của tôi lại càng nhắc nhở mình hơn là mình là chủ nhân của tài sản hay là tài sản là chủ nhân của mình. Có những tài sản chắc ai cũng biết rồi, có những tài sản á, thì thật sự là mình làm chủ nó thì nó tiếp tục nó phục vụ mình, nó đẻ ra tiền, chẳng hạn như là mua căn nhà, thì nhà cửa là một đầu tư rất là chính đáng, về lâu về dài nó sẽ tiếp tục tăng trưởng cái giá trị của nó, hay là mua chứng khoán gì đó. Nhưng một cái tài sản như thế này nhìn thì rất là mê, ai có tiền thì cũng mê lắm, nhưng biết đâu cái thời gian mà đương phải phục vụ cho nó lại càng cực khổ hơn là nó phục vụ cho mình. Giống như mình có câu chuyện là một trong những cái cửa tiệm của mình ở đằng sau có cái nhà kho rất là lớn, thì vừa dọn cửa tiệm đi một cái nơi khác thì phải bao gồm cả việc dọn những cái tài sản vật chất của mình trong cái kho đó đi. Thì sau khi dọn xong thì đó là đưa lại một cái bài học thấm thía cho mình rằng là mình phải tốn hơn cả ngàn đô để mà kêu người tới dọn đi và dục rác những cái tài sản đó. Tại vì có một số thì có thể giữ lại được, nhưng mà có một số thì nó lỗi thời rồi và nó đã không còn được tốt nữa. Chẳng hạn như là mình lục ra trong kho thì mình thấy là có những cái CD holder, thì những cái bọc mà chứa CD ngày trước đó, tặng ai cũng lấy hết, bán ai cũng mua hết. Nhưng mà bây giờ thì nó trở thành rác rưởi rồi, bởi vì ai xài CD nữa, phải không các bạn? Ok. Thì rõ ràng rằng là có tài sản chưa chắc rằng là mình sẽ sung sướng đến đâu, mà có thể mình khổ cả hai đầu nữa. Tốn cả hai đầu, tốn lúc đầu để mua nó vào và tốn lúc sau để mà giải quyết thôi nữa. Đó là chưa tính khúc giữa, mà khúc giữa là cái khúc quan trọng nhất. Bởi vì có những tài sản mang về lại không phục vụ cho mình, mà mình còn phục vụ cho nó, mình phải bảo trì cho nó, giống như chiếc tàu như thế này. Cái thời gian bảo trì và cái số tiền bỏ ra để mà mướn nhân sự để bảo trì cho nó thì nó sẽ lớn như thế nào? Các bạn thấy cảm nghĩ ra sao? Ok, đó là có những cái tài sản nó đưa lại cho mình những cái nhức đầu, lo lắng, mất thời gian. Mà đối với người chủ doanh nghiệp, thời gian là phải quý hơn tiền bạc nữa. Ok, giống như câu chuyện mà hôm trước có chia sẻ với các bạn, đó là mình những gì mình làm không tốt mình nên để dành lại cho những người bên ngoài, những agency, những người thuê mướn bên ngoài làm tốt hơn cho công việc đó. Mình bỏ tiền ra để mình tiết kiệm thời gian, đó là điều rất là tốt, phải không các bạn? Nhưng
có khi mướn những người bên ngoài đó vào, hay là mướn những agency đó vào, cái thời gian dùng để quản lý họ, cái thời gian để mà sửa sai cho họ có khi còn nhiều hơn là cái tính ra cái giá trị đồng tiền mà mình bỏ ra nữa. Có nghĩa là mình có thể tốn double thêm cho cái việc mang lại cái tài sản đó, một cái đầu tư đó. Okay. Giống như có một người nhân viên hôm trước có ngồi nói chuyện, thì bạn nhân viên đó mới chia sẻ rằng là ba của bạn đó là cú từng rất là thích đi chợ trời, mà chợ trời thường thường bán thì rất là rẻ, bán chỉ có khoảng chừng $1 thôi, bán đủ thứ hầm bà lằng sắn cấu hết, từ ly chén bát dĩa cho tới đồ trưng trong nhà. Và chính vì rẻ, tại vì ở đó có thể nói rằng bán $1, $2 thôi, mà những cái đồ đó đó là nếu mà mua mới á, thì có thể nói là 5-10 đô hoặc có thể lên tới 50 đô, 100 đô mà mình được good deal. Tại vì chợ trời người ta bán đồ cũ, người ta thải ra mà. Ok, thì trở thành cái thói quen, và riết rằng cái gia đình, cái căn nhà của người bạn đó trở thành như là một cái kho. Mà thật sự nó có khi nó còn tệ hơn cái kho nữa. Cái kho có thể nói là sắp xếp ngăn nắp được, chứ còn những cái đồ mà mang nó về chất lên mới đầu thì cũng chân nó đẹp, sao rồi thì mọi thứ nó cứ lăn lóc và trở thành như là một cái kho. Đó là một cái thói quen mà phải cẩn thận về việc muốn sở hữu tài sản. Người muốn sở hữu tài sản lớn như là chiếc tàu đây, và người muốn sở hữu tài sản nhỏ như là cái đồ mua ở chợ trời $1, $2 đó, thì tôi nghĩ rằng cũng là nằm trong cùng một cái vấn đề hôm nay mình thảo luận. Ok, rồi đến lúc mà muốn dục lại cực khổ phải dục đi những cái đồ đó, và có khi có những cái đồ mua về cũng không bao giờ xài tới, thì cuối cùng nó trở thành gánh nặng của mình. Các bạn nghĩ sao? Cho nên cái việc sở hữu tài sản là cái mình cần phải cân đo và suy nghĩ mọi nơi mọi lúc. Bởi vì á, cái mấu chốt ở đây á, là không phải tốn tiền không, mà là người chủ doanh nghiệp tốn thời gian là cái cực kỳ quan trọng. Có hôm mà tôi phải dọn cái kho đó, trả ra thêm cả $1,000 để mà mướn người tới dọn dục rác hay này kia đó, thì chuyện nhỏ đó, nhưng mà làm cho mình cũng không vui, là bởi vì mình mất cũng mấy ngày để mà tìm người thuê mướn rồi quản lý, rồi chăm sóc cho nó dọn có sạch không, mọi thứ đều phải coi ngó hết. Cái đó phải mất thêm thời gian của mình làm cho gián đoạn những cái công việc mình muốn làm của cái tuần đó. Chính vì vậy đối với mình bây giờ, một trong những cái nguyên tắc mà phát triển cá nhân nữa, đó là việc cân nhắc khi mà mua bất cứ tài sản gì, khi bất cứ một khoản đầu tư nào, đều phải nghĩ rằng là nó sẽ là chủ nhân của mình hay là mình sẽ là chủ nhân của nó. Các bạn nghĩ sao về đề tài này, và thấy có điều gì thú vị để muốn chia sẻ hay câu chuyện gì đó hay thì nhớ chia sẻ để mọi người cùng đọc và ngẫm nghĩ và luôn nhắc nhở mình về cái bài học này. Chứ còn mà như ngày hôm nay, tuần này đi du lịch mà thấy người ta làm chủ những chiếc tàu như thế này thì phải nói là cực kỳ mê. Và cũng muốn mình tậu ngay một chiếc, dù lớn dù nhỏ gì thì chưa biết. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì rõ ràng là khi mình mua nó vào, mình sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để mướn team chăm sóc, và cũng mất rất nhiều thời gian để mà bảo trì, và ngay cả thời gian để mà học hỏi, để mà chơi cái game này nữa. Biết đâu một ngày nào đó mình thật sự rảnh rỗi và trở thành cái đam mê. Quan trọng là cái đam mê đó các bạn. Okay. Rồi chúc các bạn thật là nhiều thành công. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau, vào chủ đề Personal Development, với một doanh nhân có một cái câu rất là hay mà mình đã đây dành sẵn và muốn chia sẻ với các bạn vào tuần sau. Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ đi lại về lại Mỹ, và hy vọng là qua cửa khẩu mọi thứ an toàn. Gia đình đã test Covid hết rồi thì may mắn đã âm tính, thì sẽ được nhận vào Mỹ. Chứ nếu không, dù có quốc tịch nữa thì cũng chưa chắc là được nhận vào Mỹ ha. Rồi, rất là mừng. Ok, hẹn lại gặp các bạn sau.